Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2020, nhằm ngày 6 tháng 6 năm Canh Tý, tại xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành đền thờ Bác Hồ, mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ nhân dịp 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đến tham dự lễ có bà Nguyễn Thị Mai Liên, Phó Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các cấp chính quyền và đông đảo bà con nơi đây đồng về tham dự. Mở đầu buổi lễ, ông Đinh Danh Lẫm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, trưởng ban quản lý di tích lịch sử văn hóa. Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng. Công trình thể hiện lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc của các cấp ủy đảng chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình đối với Bác Hồ kính yêu và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước. Tiếp đó, đại diện cho ban quản lý đền thờ, ông Nguyễn Văn Điễn đã lên báo cáo kết quả xây dựng. Được biết, ngôi đền thờ được khởi công xây dựng vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, sau hơn 7 tháng thi công xây dựng. Công trình đã được hoàn thiện đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đền được xây tường bê tông, nền gạch men, mái ngói, cửa khung gỗ. Sau phần báo cáo, ông Nguyễn Phú Trịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã có đôi lời phát biểu. Đây là công trình văn hóa mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình đối với Bác Hồ kính yêu và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước, vì nhân dân. Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Mai Liên, Phó Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có đôi lời hỏi thăm bà con nhân dân nơi đây và chúc mừng lễ khánh thành đền thờ Bác Hồ, mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ được thành công tốt đẹp. Bà cũng nhắn nhủ với bà con và các cấp chính quyền nơi đây phải có trách nhiệm bảo quản đền thờ và tiếp tục sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại. Cuối chương trình là phần tặng hoa chúc mừng và cắt băng khánh thành đền thờ Bác Hồ, mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ và làm lễ dâng hương tưởng niệm.